Dạ, xin chào tất cả các chị và các bạn, mình là Sang Nguyễn. Ngày hôm nay Sang Nguyễn sẽ giới thiệu với tất cả các chị và các bạn một cái quy trình chăm sóc da cho những cái đối tượng, ví dụ như da của bạn đang đẹp sẵn rồi, bây giờ chỉ cần chọn những cái bước đơn giản để chăm sóc da làm sao để duy trì cái độ đẹp đó, hoặc là da của bạn hiện tại đang cần trẻ hóa hơn, muốn nâng cơ hơn, muốn xây khích lỗ chân lông hơn, muốn căng bóng hơn, để làm cho cái nền da của mình kiểu là nhìn vào nó thần thái hơn và nó đẹp hơn. Và cái video này nó sẽ không sử dụng cho những cái bạn mà đang có vấn đề về nám, hoặc là những bạn mà đang có vấn đề về mụn. Nó chỉ sử dụng cho những cái trường hợp mà Sang Nguyễn vừa nói thôi. Bởi vì những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm dưỡng duy trì lâu dài, nó có cái tính an toàn cao và nó có cái tính hiệu quả cao. Ví dụ như da của mình không đều màu thì nó sẽ làm trong cái da của mình lại, nó whitening, nó làm đẹp cái da của mình lại. Ví dụ như da của mình mà kiểu lỗ chân lông to mà không có được căng bóng thì nó sẽ hỗ trợ trẻ hóa và căng bóng lên, để nó luôn giữ cái độ tươi sáng của da. Cho nên cái video này Sang Nguyễn sẽ giới thiệu những cái sản phẩm của nhà ZO Skin Heal, mình nên chọn những cái sản phẩm nào để mình dùng trên nền da. Và Sang Nguyễn cũng chia sẻ một cái mèo khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm của nhà ZO Skin Heal á, là nó tiết kiệm được cái chi phí và nó vẫn đảm bảo được cái công dụng, cái hiệu quả của cái sản phẩm ZO mà mang lại cho cái nền da của các bạn. Thì đầu tiên là khi nhắc đến ZO thì nó sẽ có một cái loại sản phẩm rất là nổi tiếng, đó chính là retinoid. Retinoid của nhà ZO thì nó sẽ có hai loại, một loại là brightener và một loại là vinco. Đây các bạn, Sang Nguyễn sẽ cho các bạn xem đây ha. Một loại là retinoid, một loại là retinoid brightener. Đối với retinoid của nhà ZO á, là họ đều sử dụng những cái công nghệ độc quyền Eleosom để giúp mà những cái phân tử retinoid khi mà bôi lên trên da nó sẽ phóng thích một cách từ từ, nó hiệu quả một cách từ từ, nó thấm vào trong trung bì của mình một cách từ từ và nó sẽ giảm cái kích ứng rất là nhiều. Cái sự khác biệt giữa brightener á, là đối với brightener các bạn, đối với brightener là một cái dạng retinoid cũng là Eleosom nhưng mà nó có thêm cái ascorbic acid để nó giúp làm sáng da. Còn đối với cái bản wrinkle, nó cũng là retinoid. Đây các bạn, đây là cái bản wrinkle. Wrinkle là nó cũng là một cái loại retinoid mà sử dụng cái công nghệ thuần là Eleosom để giúp thẩm thấu vào trung bì dễ hơn. Nhưng mà trong cái wrinkle nó không có ascorbic acid mà nó có thay thế thành những cái loại peptide, nó giúp cho cái việc nâng cơ hiệu quả hơn rất là nhiều. Ví dụ như những bạn nào mà khách hàng nào mà muốn nâng cơ thì mình sẽ sử dụng loại wrinkle. Còn nếu như mà khách hàng nào mà muốn làm sáng da thì mình sẽ sử dụng cái loại của brightener. Đây là cái loại của retinoid nhà ZO. Retinoid của nhà ZO thì nó sẽ có 0.025%, có 0.05%, 0.5% và 1%. Nhưng mà Sang Nguyễn thấy là cái nồng độ mà 0.5% với 1.0 á, là nó sẽ hiệu quả rõ rệt nhất trong vòng khoảng 3 đến 4 tuần là nó sẽ hiệu quả rõ rệt nhất. Đối với retinoid thì nó sẽ có cái chức năng là trẻ hóa da, xây khít lỗ chân lông, làm căng bóng da và làm đồng đều màu da rất là tốt. Và video này các bạn lưu ý là nó sẽ không có dùng cho những cái bạn mà da đang nám hoặc là da đang bị mụn nha. Da, ví dụ như da mà đang có muốn trẻ hóa da, muốn căng bóng da, muốn xây khít lỗ chân lông, muốn làm sáng tươi độ da, muốn làm cho da của mình kiểu mịn màng và có cái độ đàn hồi thì các bạn hãy tham khảo cái video này. Đây là một cái sản phẩm thứ nhất. Cái sản phẩm thứ hai đó là một cái sản phẩm chuyên về sáng da. Nó vẫn có cái khả năng điều trị nám nhưng mà theo cảm nhận của Sang Nguyễn á, là nó hơi nhẹ. Nó rất là khó để nó cải thiện nám. Đối với nhà ZO là họ sẽ có một cái bộ điều trị nám riêng nữa. Sang Nguyễn sẽ nói kỹ hơn và làm một cái video rõ hơn về cái vấn đề mà điều trị nám cho các bạn. Còn cái video này là Sang Nguyễn sẽ chuyên về sáng da và trẻ hóa. Thì đối với cái chai Brightativer này á, đây các bạn, cái chai Brightativer này là một cái chai mà để nó giúp làm sáng da. Thì cái chai này là Sang Nguyễn cũng đã test và đang xài hết, gần hết chai rồi các bạn. Thì đối với cái chai này á, là các bạn có thể sử dụng sáng tối luôn cũng được. Một lát nữa Sang Nguyễn sẽ ra một cái quy trình, một cái routine mà bài bản buổi sáng và buổi tối và cộng với một cái mẹo để giúp cho các bạn tiết kiệm được nhiều cái chi phí nha. Đây là cái sản phẩm thứ hai, nó chuyên về sáng da, nó là tranexamic, thành phần chính của nó là tranexamic đó các bạn, để nó làm sáng da. Đó là cái sản phẩm thứ hai. Và cái sản phẩm thứ ba của nhà ZO đó chính là cái kem cấp ẩm phục hồi, serum cấp ẩm phục hồi Daily Power Defense. Đây là một cái loại serum cấp ẩm phục hồi rất là nổi tiếng của nhà ZO. Ví dụ như bạn nào mà có điều kiện á, là các bạn sẽ đầu tư 3 món.
món, bao gồm là serum cấp ẩm phục hồi Daily Power Defense, rồi một cái kem làm trắng sáng da với lại một cái retinoid. Chỉ cần 3 món đó thôi là nó đã đủ một cái quy trình chăm sóc da chuyên nghiệp và bài bản cho các bạn luôn. Ví dụ như Sang Nguyễn sẽ ra một cái quy trình cho các bạn luôn nè. Buổi sáng, ví dụ như là buổi sáng là bạn sẽ sử dụng cái sữa rửa mặt, xong rồi tới nước hoa hồng, xong rồi tới cái Daily Power Defense, cái serum mà để phục hồi đó. Xong rồi các bạn dùng cái kem trắng sáng da, Brightactiver. Xong rồi các bạn sử dụng cái kem chống nắng là xong ban ngày. Cái đó là cái hai, chỉ có hai bước ban ngày thôi. Đối với sữa rửa mặt, toner với lại kem chống nắng thì mình không cần nhắc tới nữa, bởi vì nó là bắt buộc. Thì buổi sáng là các bạn chỉ cần sử dụng hai cái sản phẩm này, một cái là Daily Power Defense này các bạn, với lại một cái là Brightactiver, là xong cái buổi sáng. Rồi cái buổi tối á, là cái buổi tối á, là các bạn sẽ sử dụng cái retinoid. Buổi tối là các bạn sử dụng retinoid, nhưng mà các bạn chia ra, các bạn sử dụng là thứ 3, thứ 5, thứ 7 là các bạn sẽ sử dụng cái chai retinoid. Còn thứ 2, thứ 4, thứ 6 là các bạn sử dụng cái chai Brightactiver. Thì trước khi mà sử dụng hai cái chai đó thì các bạn cũng lót trước một cái serum Daily Power Defense để giúp cấp ẩm và làm dịu cho da, phục hồi cho da. Còn để riêng cái ngày chủ nhật á, là các bạn dùng tẩy tế bào da chết dịu nhẹ. Đối với tẩy tế bào da chết thì nó sẽ có hai loại, một loại là tẩy tế bào da chết vật lý và một cái loại là tẩy tế bào da chết hóa học. Thì theo Sang Nguyễn á, là nếu như mà các bạn đã có retinoid rồi, đã có tranexamic acid rồi, thì các bạn sẽ chọn một cái loại tẩy tế bào da chết vật lý dịu nhẹ dùng cho vào cái chủ nhật là được. Ví dụ như chủ nhật là các bạn chỉ cần tẩy trang, xong rồi dùng sữa rửa mặt xong các bạn tẩy tế bào da chết, xong rồi các bạn dùng cái Daily Power Defense để các bạn phục hồi, hoặc là các bạn sử dụng đắp mặt nạ để phục hồi. Như vậy thôi là đã đủ ổn rồi, rất là ổn luôn các bạn. Các bạn cố gắng các bạn dùng duy trì trong vòng khoảng 3 tháng đến 4 tháng, cái nền da của bạn nó sẽ có một cái sự cải thiện rất là rõ rệt về chất lượng của da, về kết cấu, về cấu trúc, về tế bào, về độ tươi sáng, độ đàn hồi, độ săn chắc của da. Nó sẽ cực kỳ hiệu quả khi mà các bạn sử dụng cái bộ ZO và cái referral cho các bạn có thể sử dụng cái tẩy tế bào da chết của nhà Image. Image là một cái thương hiệu dược mỹ phẩm của Mỹ. Thì đây là một cái loại tẩy tế bào da chết dịu nhẹ các bạn, nó có thể sử dụng được cho mẹ bầu luôn các bạn, mà nó rất là rẻ. Một tip như thế này là nó rất là rẻ, nhưng mà các bạn có thể sử dụng được 6 đến 7 tháng luôn, nó rất là lợi. Các bạn có thể sử dụng vào chủ nhật không thôi. Nếu như mà sử dụng vào chủ nhật không thôi thì có khi sử dụng 1 năm nó mới hết lượng các bạn. Nếu như mà chỉ sử dụng vào chủ nhật thì 1 năm nó mới hết. Nó rất là dịu nhẹ, nó có thể sử dụng được cho người mẹ đang mang thai và cho con bú. Và bây giờ Sang Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo để cho các bạn tiết kiệm được cái chi phí khi mà các bạn sử dụng ZO. Đối với ZO là ví dụ như cái retinoid đi ha. Cái retinoid của nhà ZO là 0.5, phiên bản 0.5 là 3.7 triệu, chưa có chương trình. Hiện tại là đang có cái chương trình tặng quà cho các bạn, tặng kèm những cái món quà cho các bạn rất là chất lượng. Ví dụ như cái retinoid của nhà ZO là 0.5 là 3.7 triệu đúng không? Chưa tính cái chương trình. Cái kem làm trắng sáng da là 4 triệu, cả hai là đều 50ml hết. Thì nếu như mà mình mua một cái Daily Power Defense nữa, nếu như mình mua một cái Daily Power Defense nữa là nó tới 5.2 triệu nữa, thì nó lên tới 10 mấy triệu cho một bộ 3 món. Thì nếu như mà bạn muốn sử dụng ZO, rất muốn sử dụng ZO, nhưng mà bạn muốn tiết kiệm chi phí hơn, thì các bạn có thể thay thế vào hai sản phẩm. Các bạn có thể thay thế là các bạn không cần phải mua cái serum Daily Power Defense để cấp ẩm phục hồi, mà các bạn có thể chọn hai cái sản phẩm như sau. Nếu như mà các bạn mà kiểu mà da dầu mà rất là dễ lên mụn á, là các bạn sẽ chọn cái serum của nhà B5, serum B5 Cuticle, tức là các bạn thay thế cái Daily Power Defense thành cái serum B5 HA của nhà Cuticle. Đây là một cái loại serum cấp ẩm, cũng là một cái loại serum cấp ẩm phục hồi làm dịu da rất là tốt. Bạn có thể sử dụng trước cái bước Brightactiver và trước cái bước retinoid, nó rất là ổn nha các bạn, rất là ổn. Mà lưu ý, nếu như mà nền da của bạn mà thuộc nền da dầu dễ lên mụn thì các bạn nên chọn serum. Còn nếu như mà da của bạn thuộc một cái tiếp da còn lại, tức là da thường, da khô, da hỗn hợp, thì các bạn muốn
cao cấp hơn một tí và các bạn muốn sửa chữa cấu trúc da luôn, thì các bạn có thể thay thế cái Daily Power Defense thành cái kem cấp ẩm phục hồi sửa chữa cấu trúc da của nhà Neova. Đây các bạn, đây là một cái loại kem cấp ẩm phục hồi và sửa chữa cấu trúc da. Tức là thông thường các bạn sẽ nghe được cái cụm từ là cấp ẩm và phục hồi không thôi, nhưng mà riêng đối với cái kem của nhà Neova này là nó dùng vào ban đêm, nó dùng vào ban đêm và nó có luôn cái chức năng là sửa chữa cấu trúc da. Bởi vì trong cái sản phẩm của nhà Neova này á, là nó vừa có, thứ nhất là nó có cái peptide để nó phục hồi và cấp ẩm rất là sâu. Cái thứ hai là nó sẽ có cái đồng CU3, nó sẽ giúp sửa chữa cấu trúc da cho các bạn rất là tốt. Nó vừa làm đàn hồi da mà nó vừa làm săn chắc da và nó vừa nâng cơ cho các bạn nữa. Và cái thứ ba là trong này nó sẽ có thêm cái công thức mà sửa chữa cái cấu trúc DNA của da, và cái khả năng cấp ẩm làm dịu và phục hồi của nó cũng cực kỳ cao, không thua kém gì đối với cái chai Daily Power Defense, mà giá của nó chỉ có gần 1/2 cái chai Daily Power Defense thôi. Cho nên nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm chi phí mà các bạn vẫn muốn duy trì được cái hiệu quả của cái sản phẩm khi các bạn sử dụng ZO, thì các bạn có thể tùy chọn cái sản phẩm này kết hợp với cái sản phẩm kia để tạo ra một cái routine rất là hiệu quả cơ bản cho nền da của mình nha các bạn. Và đối với nếu như mà bạn chọn cái kem dưỡng ẩm của nhà Neova thì buổi sáng á, nếu như bạn nào mà có điều kiện luôn á, là các bạn, bởi vì á, là cái chai đây, cái chai Skin Cuticle B5 này á, là Sang Nguyễn, bên Sang Nguyễn sẽ tặng kèm khi mà các bạn mua, khi mà các bạn mua sẵn những cái sản phẩm của nhà ZO á, là bên Sang Nguyễn sẽ tặng kèm cho các bạn cái serum B5 của nhà Cuticle rất nổi tiếng luôn. Cái loại này á, là nó, các bạn có thể đi tham khảo nó, bởi vì đây là một cái loại serum B5 và HA rất là nổi tiếng trên thị trường, và hiện tại nó đang là một cái sản phẩm được đánh giá rất là chất lượng của bởi các cái chuyên gia da liễu hàng đầu tại trên thế giới và tại Việt Nam luôn các bạn. Cho nên bên Sang Nguyễn lúc nào cũng chọn những cái sản phẩm xịn và những cái sản phẩm mà cao cấp để tặng cho các bạn, để phục vụ cho cái việc là đầy đủ cái routine cho các bạn. Buổi sáng là các bạn chỉ cần dùng sữa rửa mặt nè, rồi tới nước hoa hồng nè, rồi tới cái serum B5 này nè, B5 này nè tặng, cho nên các bạn không tốn tiền. Rồi các bạn dùng cái chai Bright Tativer, rồi tới kem chống nắng. Rồi buổi tối á, là các bạn sử dụng thứ 3, thứ 5, thứ 7 là các bạn sử dụng tẩy trang, sữa rửa mặt, toner, xong rồi tới cái kem cấp ẩm phục hồi Neova. Rồi thứ 2, thứ 4, thứ 6 là các bạn sử dụng cái tẩy trang, sữa rửa mặt, toner, xong rồi tới cái serum B5 của nhà Cuticle này, xong rồi tới sử dụng cái retinoid của nhà ZO. Rất cực kỳ êm. Dùng rồi dùng vào chủ nhật là tẩy tế bào da chết, hoặc là tẩy tế bào da chết xong rồi cấp ẩm, hoặc là tẩy tế bào da chết xong rồi sử dụng mặt nạ lên trên nền da để phục hồi. Cam kết với các bạn luôn, đây là một cái routine rất bài bản, rất khoa học, rất cơ chế, và nó đầy đủ tất cả các cái hoạt chất, và nó đầy đủ các cái một cái kiểu là một sản phẩm là retinoid, một sản phẩm là cấp ẩm phục hồi, một sản phẩm là trắng sáng da, giữ cho sáng da, rồi một cái sản phẩm là sửa chữa về tế bào, sửa chữa về cấu trúc da. Cho nên để có một làn da đẹp là theo triết lý của Jean Obagi, là để có một làn da đẹp là phải có một nền da khỏe. Cho nên cái routine của Sang Nguyễn chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn là nó vừa giúp cho các bạn củng cố hàng rào, giúp cho các tế bào da và các cái cấu trúc da của bạn được khỏe mạnh, và đồng thời nó hỗ trợ cho cái việc là trẻ hóa da, xây khít lỗ chân lông, làm căng bóng da, làm tươi sáng cái nền da cho các bạn. Trên đây là một cái video để giới thiệu đến cho tất cả các anh chị và các bạn. Nếu như nó có hữu ích, hy vọng rằng tất cả các anh chị và các bạn hãy cho Sang Nguyễn một chia sẻ, một bình luận, để Sang Nguyễn có thêm những cái động lực ra những cái video hướng dẫn cho mọi người xịn sò và tốt hơn nha. Em Sang rất là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem hết video. Và bây giờ Sang Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn vào video lần sau. Video lần sau Sang Nguyễn sẽ làm một cái video chuyên về điều trị nám của những cái sản phẩm ZO Skin Heal. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn.